chào tất cả các bạn đến với kênh trị liệu tâm trí và cân bằng năng lượng quốc anh cầu chúc mọi phước lành đến với tất cả chúng ta từ bi là một trong những nguyên nhân chính để nhận ra trạng thái toàn trí điều quan trọng là khi bắt đầu thực hành trong khi thực hành và thậm chí sau khi nhận ra kết quả của nỗ lực tinh thần của chúng ta một câu hỏi được đặt ra là chúng ta nên thiền định về nó như thế nào cách thiền định về lòng từ bi bắt đầu thực hành bằng cách thiền định về sự tĩnh lặng cố gắng thực hiện tính công bằng đối với tất cả chúng sinh bằng cách loại bỏ chấp trước và hận thù từ bi là tâm hướng về chúng sinh đang khốn khó và mong muốn họ thoát khỏi đau khổ từ bi có thể có ba loại tùy thuộc vào khía cạnh trí tuệ đi kèm với nó ba điều này là lòng từ bi tập trung vào chúng sinh lòng từ bi tập trung vào hiện tượng và lòng từ bi tập trung vào điều không thể hiểu được cả ba điều giống nhau ở chỗ là những tâm thức tha thiết mong muốn chúng sinh thoát khỏi cảnh khổ chúng được phân biệt không phải về khía cạnh của chúng mà về đối tượng tập trung của chúng bởi vì cả ba đều có cùng một khía cạnh là mong muốn chúng sinh thoát khỏi đau khổ từ bi tập trung vào chúng sinh có đặc điểm là vô thường lòng tốt của một người có mối tương quan trực tiếp với lực lượng hay phẩm chất của những suy nghĩ tử tế mà người đó tạo ra một người tử tế tìm thấy rất nhiều người ngưỡng mộ và họ cảm thấy gần gũi với một người như vậy chúng ta có thể quan sát hiện tượng này ngay cả giữa các loài động vật động vật thể hiện sự vui mừng và thích thú khi chúng nhìn thấy những người tốt với chúng và chúng thích ở gần những người như vậy một động lực tốt hay một trái tim nhân hậu là một phẩm chất vô cùng quý giá những người có lòng từ bi thì hòa nhã với tất cả mọi người và bản tính dễ chịu của họ thu hút bạn bè ở khắp mọi nơi chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy sự thu hút từ động lực từ bi của họ khi chúng ta nhận thấy ngay cả những người lạ cũng thích họ ví dụ khi ai đó mỉm cười điều đó tạo ra niềm vui trong lòng người khác mà không tốn kém bất cứ thứ gì khi chúng ta cạnh tranh và hiếu chiến chúng ta khó có thể đạt được nhiều lợi ích đáng kể ngay cả khi chúng ta vuông tiền cho người khác mặt khác những người chân thành quan tâm đến việc giúp đỡ người khác có được sự bình an và vui vẻ trong tâm họ tạo ra một bầu không khí hòa hợp xung quanh họ vì vậy cần phải rõ ràng rằng một trái tim nhân hậu và một thái độ hữu ích là nền tảng của hạnh phúc cho cả người khác và cho chính chúng ta bây giờ và mãi mãi những phẩm chất tích cực được tạo ra từ những ý định hữu ích được công nhận rộng rãi là đáng giá và đáng mong đợi vậy thì kỹ thuật thiền định về lòng từ bi là gì một mặt chúng ta cần phát triển lòng từ bi đối với chúng sinh đau khổ và thứ hai chúng ta phải xác định bản chất của đau khổ duy trì nhận thức về hai điểm này và tập trung tâm trí của bạn vào vô số chúng sinh bạn sẽ có thể tạo ra một mong muốn mạnh mẽ rằng tất cả chúng đều đạt được tự do khỏi đau khổ và nguyên nhân của nó bạn nên bắt đầu quá trình này bằng cách cố gắng phát triển lòng từ đối với những chúng sinh đang đau khổ nếu chúng ta xem xét trạng thái của tâm trí bình thường của mình chúng ta có thể phân chia chúng sinh thành ba nhóm những người mà chúng ta cảm thấy gần gũi những người mà chúng ta cảm thấy ác cảm và những người mà chúng ta thờ ơ chúng ta coi một số sinh vật nhất định là bạn thân và người thân chúng ta giữ người khác ở một khoảng cách với suy nghĩ rằng họ đã làm hại chúng ta bạn bè người thân và tài sản của chúng ta trong quá khứ và họ sẽ làm điều tương tự trong tương lai với những suy nghĩ như thế này chúng ta sinh ra ác cảm đối với những sinh vật đó trong hoàn cảnh như vậy ngay cả khi chúng ta nói về việc nuôi dưỡng lòng từ bi đối với tất cả chúng sinh thì trên thực tế trong chừng mực mục đích của chúng ta lòng từ bi của chúng ta đối với người khác là phiến diện và hời hợt vì vậy để phát khởi lòng từ bi thực sự đối với tất cả chúng sinh trước hết chúng ta phải phát triển một thái độ bình đẳng một tư tưởng vô tư xem tất cả chúng sinh đều bình đẳng cũng cần phải nhận ra rằng mặc dù chúng ta cảm thấy gần gũi với bạn bè và người thân của mình và nói chung là tốt với họ nhưng lòng tốt đặc biệt này bắt nguồn từ sự gắn bó và giữ lấy động cơ ích kỷ ẩn sâu lòng tốt của chúng ta nghĩ rằng người này đã làm lợi cho mình theo cách này hoặc người đó liên quan đến mình theo cách đó vì vậy khi chúng ta sử dụng thuật ngữ lòng tốt trong các thuật ngữ hàng ngày của mình chúng ta đề cập đến một thứ mà chính xác hơn được gọi là sự gắn bó từ bi về cơ bản là quan tâm đến phúc lợi của người khác hạnh phúc và đau khổ của họ những người khác mong muốn tránh được sự khốn khổ cũng giống như chúng ta vì vậy một người từ bi cảm thấy quan tâm khi người khác đau khổ và nảy sinh ý định tích cực để giải thoát họ khỏi điều đó. Điều quan trọng là đừng nhầm lẫn giữa chấp trước và từ bi. Tất cả chúng sinh đều mong muốn hạnh phúc và không mong muốn đau khổ. Hãy suy nghĩ sâu sắc xem làm thế nào trong vòng vô tận của sự hiền hữu này. Không có một chúng sinh nào mà không phải là bạn và người thân của tôi hàng trăm lần. Vì vậy, vì không có căn cứ để dính mắc vào một số và ghét bỏ những người khác, tôi sẽ phát triển tâm bình đẳng đối với tất cả chúng sinh. Bắt đầu thiền định về sự bình tĩnh bằng cách suy nghĩ về một người trung lập, chúng ta không phải là những thực thể biệt lập, bị ngắt kết nối với nhau. Hạnh phúc và đau khổ của chúng sinh khác ảnh hưởng đến chúng ta. Mối quan hệ tương hỗ này là hiển nhiên. Chúng sinh đã tốt bụng và làm lợi ích cho chúng ta trực tiếp và gián tiếp. Những chúng sinh này về bản chất cũng giống như chúng ta ở chỗ theo đuổi hạnh phúc và nỗ lực tránh đau khổ. Vì vậy, về cơ bản, chúng ta phải rèn luyện trong việc trao dồi một thái độ vô tư, mong muốn hạnh phúc của tất cả chúng sinh để thực hiện hóa trạng thái tâm hồn coi mọi người như nhau đôi khi thiền định về những cá nhân cụ thể có thể hiệu quả hơn hình dung ba cá nhân một kẻ đã làm hại chúng ta trong cuộc đời này kẻ thù của chúng ta người đã trực tiếp mang lại lợi ích cho chúng ta bạn của chúng ta và một người đã không làm hại cũng không có lợi cho chúng ta một người lạ khi chúng ta xem xét phản ứng tự động thông thường của tâm trí, chúng ta lưu ý rằng liên quan đến kẻ thù, tâm trí nghĩ, đây là kẻ thù của tôi. Nó trở nên cáo kỉnh và bực bội hoặc thù hận. Nghĩ về người bạn, đầu óc cảm thấy thư thái, dễ chịu. Đối với người lạ, không có sự bực tức cũng như cảm giác thích thú. Bước tiếp theo là tìm kiếm lý do cho những loại phản hồi này những lý do trên thực tế là hời hợt và dựa trên thái độ phục vụ bản thân hẹp hòi chúng ta gắn bó với bạn bè và người thân vì lợi ích nhất thời mà họ đã mang lại cho chúng ta trong cuộc đời này chúng ta ghét kẻ thù của mình vì một số tổn hại mà họ đã gây ra cho chúng ta trong cuộc đời của chúng ta người bạn thân nhất của chúng ta ngày hôm nay có thể trở thành kẻ thù tồi tệ nhất của chúng ta vào ngày mai và một kẻ thù không đội trời chung có thể biến thành người bạn đáng tin cậy nhất của chúng ta hơn nữa nếu chúng ta nói về nhiều cuộc đời của chúng ta trong quá khứ thì mối quan hệ này càng không đáng tin cậy vì những lý do này lòng thù hận của chúng ta đối với kẻ thù và sự gắn bó với bạn bè chỉ thể hiện một thái độ hẹp hòi chỉ có thể nhìn thấy một số lợi ích nhất thời và thoáng qua ngược lại khi chúng ta nhìn mọi thứ từ một góc độ rộng hơn với tầm nhìn xa hơn sự bình tĩnh sẽ xuất hiện trong tâm trí chúng ta cho phép chúng ta thấy sự vô ích của sự thù địch và ham muốn đeo bám khi thông qua thiền định kéo dài chúng ta có thể cân bằng cảm xúc của chúng ta đối với ba cá nhân đó bạn thù và người lạ dần dần mở rộng phạm vi thiền đến những người hàng xóm đồng bào và đồng hương của chúng ta cuối cùng chúng ta mở rộng thiền định để bao gồm tất cả chúng sinh trên thế giới bắt đầu với những cá nhân cụ thể là một cách hiệu quả để phát triển sự bình tĩnh chúng ta hãy xem xét khái niệm về chu kỳ vô tận của sự tồn tại nó có thể được mô tả ở một mức độ như một quá trình tuần hoàn liên tục từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc tiếp theo dưới tác động của những cảm xúc và nghiệp chướng rối loạn tình trạng này có nguyên nhân của nó nhưng những nguyên nhân không phải là vĩnh viễn nếu nguyên nhân là vĩnh viễn kết quả sẽ phải là vĩnh viễn vậy chu kỳ tồn tại là gì nó tồn tại chia sẻ bản chất thiết yếu của các nguyên nhân của nó hai nguyên nhân gốc rễ của việc sinh ra trong chu kỳ tồn tại là nghiệp và cảm xúc đối loạn sự thiếu hiểu biết là một quan niệm sai lầm về sự tồn tại thực sự là nghiêm trọng nhất trong ba loại cảm xúc đáng lo ngại chính vô minh là một quan niệm sai lầm về sự tồn tại thực sự không phải là thứ du nhập từ nơi khác mà là sự sáng tạo của ý thức sự vô minh là gốc rễ của tất cả những cảm xúc rối loạn khác khẳng định rằng ý thức có sự khởi đầu thì sẽ có nhiều ngụy biện xuất hiện trong quan hệ nhân quả thông thường cả nhân quả đều thuộc cùng một phạm trù khi chúng ta quan sát các quan hệ nguyên nhân và kết quả của các đối tượng vật chất kết quả vẫn duy trì về bản chất giống như nguyên nhân của nó ý thức cũng tuân theo một mô hình tương tự mỗi khoảnh khắc của ý thức tạo ra một kết quả tiếp theo của cùng một phạm trù tức là một khoảnh khắc khác của ý thức chu kỳ tồn tại được cho là không có bắt đầu chúng sinh đã là người thân của chúng ta vô số lần ở đây chúng ta cần nhớ lại và suy ngẫm về lòng tốt của chúng sinh mỗi người trong số họ đã mang lại lợi ích cho chúng ta trực tiếp hoặc gián tiếp lòng tốt và lợi ích của bạn bè và người thân của chúng ta trong cuộc sống này là khá rõ ràng ngay cả những người xa lạ cũng có giá trị vô cùng lớn để làm cơ sở tích lũy công đức lòng từ và bi được nuôi dưỡng trong mối quan hệ với vô số chúng sinh bằng cách ghi nhớ lòng tốt của họ đối với chúng ta kết quả của những thực hành này là tâm thức tỉnh được tạo ra vì vậy việc thực hành để tích lũy công đức và trí tuệ được thực hiện trong các mối quan hệ với chúng sinh và chúng ta được hưởng lợi rất nhiều vì vậy chúng ta phụ thuộc vào lòng tốt của chúng sinh để đạt được mục tiêu cuối cùng chúng sinh có giá trị và sự giúp đỡ to lớn bất kể ý định của họ là gì ở cấp độ thông thường trần tục kẻ thù là những người gây hại cho chúng ta và chúng ta thù địch với họ vì đã làm như vậy nhưng nhìn theo một khía cạnh khác chúng ta có thể thu được kinh nghiệm và sự rèn luyện tuyệt vời từ các mối quan hệ của chúng ta với kẻ thù trong mối quan hệ với kẻ thù chúng ta chủ yếu có thể rèn luyện tính kiên nhẫn và lòng khoan dung và do đó giảm bớt gánh nặng của sự tức giận và thù hận chúng ta nên tận dụng tối đa cơ hội này để làm phong phú và nâng cao tính kiên nhẫn của mình chính vì những lý do như vậy kẻ thù của chúng ta là những người thầy tốt nhất của chúng ta nói tóm lại tất cả chúng sinh bao gồm cả kẻ thù của chúng ta đều giúp đỡ chúng ta bằng nhiều cách khác nhau trực tiếp hoặc gián tiếp mang lại cho chúng ta sự phục vụ rất cần thiết sau khi tâm đã phát triển sự bình thản đối với tất cả chúng sinh hãy thiền định về lòng từ làm ẩm liên tục tinh thần bằng nước của lòng nhân ái và chuẩn bị nó như bạn đang làm một mảnh đất màu mỡ khi hạt giống từ bi được gieo vào tâm thức như vậy sự nảy mầm sẽ nhanh chóng đúng đắn và trọn vẹn một khi bạn đã tưới mát dòng tâm trí bằng lòng từ Hãy thiền định về lòng từ bi. Giống như một hạt giống sẽ mọc lên nếu bạn gieo nó xuống đất được tưới ẩm, bạn có thể nuôi dưỡng lòng từ bi khi bạn đã chuẩn bị tâm trí với những suy nghĩ về lòng từ làm nền tảng. Sau khi trao dồi tính bình đẳng đối với tất cả chúng sinh, chúng ta nên xem tất cả chúng sinh đều giống như những người bạn thân và người thân của chúng ta trong nhiều kiếp và giống như chúng ta trong việc mong muốn hạnh phúc và không thích đau khổ sau khi rèn luyện tâm trí của bạn theo cách này bạn sẽ cảm thấy rất gần gũi với tất cả chúng sinh và phát triển sự đồng cảm lớn đối với họ một cá nhân càng thấy chúng sinh hấp dẫn và yêu quý đối với trái tim của mình thì người đó sẽ càng quan tâm đến sự khốn khổ và đau đớn của họ do đó đã thiền định về sự bình đẳng chúng ta nên thiền định về tâm từ. Khi đã tưới ướt tâm trí chúng ta bằng nước từ bi, nếu chúng ta gieo hạt giống từ bi vào đó, sự phát triển của nó sẽ nhanh chóng và suôn sẻ. Thông qua chủ đề của video lần này, Quốc Anh hy vọng rằng đã mang đến cho tất cả các bạn những thông tin hữu ích và nguồn năng lượng tích cực. Các bạn có thể chia sẻ trải nghiệm và kinh nghiệm của các bạn bên dưới video. Đó là cách mà tất cả chúng ta cùng nhau cộng hưởng để làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Ngoài ra, các bạn có thể tương tác trực tiếp với Quốc Anh qua fanpage Swim Flame 1177 Linh hồn Sông Sinh mà Quốc Anh có đính kèm bên dưới mỗi video. Quốc Anh trân trọng những cảm xúc đến từ tất cả các bạn. Quốc Anh chúc tất cả các bạn thật nhiều sức khỏe và may mắn. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.